thưa quý vị vào sáng nay ngày 22 tháng 10 hội nghị tỉnh quỹ lần thứ 17 khóa 10 bước vào ngày làm việc thứ hai và bế mạc hội nghị bí thư tỉnh quỹ chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh ông phạm văn Trạnh. phó bí thư tỉnh quỹ chủ tịch quỹ ban nhân dân tỉnh ông trần văn cần chủ trì hội nghị sau một ngày rưỡi làm việc tập trung nghiêm túc hội nghị tỉnh quỹ lần thứ 71 đã hoàn thành chương trình đề ra hội nghị đã nghe 72 ý kiến phát biểu tại 5 tổ thảo luận theo đó nhiều nội dung nổi lên trên địa bàn tỉnh thời gian qua và các vấn đề mà đại biểu còn băn khoăn đặt ra đã được các sở ngành địa phương liên quan giải trình làm rõ như thực trạng tính dụng đen đòi nợ thuê tội phạm ma túy diễn biến phức tạp tình hình thua lỗ của người dân khi ồ ạt chuyển đổi đất lúa sang đào ao nuôi cá tra bột công tác giải phóng mặt bằng thu hút đầu tư ở các khu cụm công nghiệp còn khá thấp so với yêu cầu đặt ra Bên cạnh đó, các sở ngành cũng đã báo cáo làm rõ công tác phòng chống chuyển giá và nợ thuế trên địa bàn tỉnh. Ước thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng, tỷ trọng kinh tế theo nghị quyết Đại hội 10 Đảng Bộ tỉnh, cũng như xác định về chỉ tiêu tăng trưởng, cơ cấu kinh tế của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020-2025. Nhìn chung, các nội dung phát biểu khá tập trung, thể hiện tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, có chất lượng, nhất là phân tích làm rõ các giải pháp cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong thời gian tới tiếp thu tinh thần của hội nghị tỉnh quỹ, đồng chí bí thư tỉnh quỹ phạm văn rạnh đề nghị từng đồng chí tỉnh quỹ chiên người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm tận tâm thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao nhất là việc tập trung giải quyết các khó khăn chướng mắt hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, trong 3 tháng cuối năm, các ngành địa phương cần nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao nhất để thực hiện đạt dược tất cả các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019, phấn đấu mức tăng trưởng kinh tế từ 9,8% đến 10% trở lên. Trong đó, tập trung phòng chống dịch tả heo châu Phi, không nuôi tôm thẻ chân trắng ở vùng đồng tháp 10. Việc nuôi cá tra giống phải theo quy hoạch, chỉ đạo quyết liệt giải quyết các khó khăn chướng mắt đối với công tác bồi thường đồng chí bí thư đặc biệt lưu ý các địa phương thực hiện giải phóng mặt bằng tái định cư góp phần tạo quỹ đất sạch để đi vào hoạt động các khu cụm công nghiệp đồng thời tập trung lãnh chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa đấu tranh trấn áp các loại tội phạm tại các địa bàn trọng điểm nhất là tệ nạn ma túy cướp giật giết người tính dụng đen và cho chay nặng lãi Ngoài ra, tỉnh quỹ cũng đã thống nhất chủ trương phát động thực hiện hai nội dung là xây dựng nhà ở cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và phát động phong trào bảo vệ môi trường.